Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về loại hoa quả giả, đó chính là quả khế nhé. Đồ chơi nắm bóp hình quả khế có mùi thơm đàn hồi chậm. Đây, đàn hồi rất là chậm các bạn nha. Như các bạn thấy thì trên tay mình đang cầm một quả khế nhựa các bạn này, có màu sắc là màu hơi màu này, này mình nghĩ là màu xanh nón chuối các bạn. Đây là màu xanh nón chuối các bạn nhé. Và giá thành của sản phẩm này thì nó cũng khá là rẻ thôi, nhưng một quả như thế này thì mình mua với giá là 14.000 đồng nhé. Người tháo điện thoại ra, đồ sẽ kích hoạt trở lại. Chất liệu của nó là gồm tay cầm, tay cầm để bắt đầu hoặc là thoát khỏi chế độ chờ. Các bạn ạ. Chế độ dừng tắt nguồn là từ sẽ từ từ trở thành trạng thái dừng hoạt động, giúp bạn hạn chế các ca đập, hạn chế ca đập điện thoại giữa điện thoại và gimbal. Vâng, đấy là những cái tính năng nổi bật của như mọi người thấy chiếc gimbal này của chúng ta. Chất liệu của nó là bằng nhựa mọi người nhé. Và mình cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chất liệu của nó là bằng nhựa các bạn ạ. Như quả khế này thì nó dùng để trang trí này, dùng để cô này, dùng để tháo kính ra luôn. Tháo kính ra thì nó dùng để deco này, dùng để cho mua về thì cho các bé nhận biết về hoa quả, nhận biết màu sắc. Như cái này thì các bạn có thể dùng ở các giỏ hoa quả để mà thay thế cho những cái quả quả thật ấy. Chất liệu của nó là bằng nhựa các bạn nhé. Nhân sinh quả khế này có chất liệu bằng nhựa này, giá thành của nó cũng vô cùng rẻ thôi, 14.000 cho một quả. Dùng làm deco hoa quả các bạn nhé. Trang trí nhà bếp, trang trí giỏ thức ăn này. Đây nha. Sưu tầm trang trí. Đây nha các bạn. Các bạn có thể mua về để cho về dạy bé cách nhận biết hoa quả nhé, cách nhận biết màu sắc. Màu sắc của nó thì khá là tươi các bạn nhé. Thành xài FF bỏ chiến thì là anh cô nhớ nhóc thì không? Như quả này thì nó cũng khá là bấm xài em thì em là bấm thôi. Quả này cũng khá là to mọi người nhé. Đây là hình quả khế như là em không còn mật khẩu nữa rồi, vào trong đấy mà lấy vẫn thế à. Trên tay mình là đang cầm một quả khế mô hình, quả khế đồ chơi, chất liệu bằng nhựa. Dùng để deco trang trí, hoặc là dùng để dạy cho bé cách nhận biết về hoa quả, cách nhận biết về màu sắc. Quả này có diện tích là tương đối lớn mọi người. Chất liệu của nó bằng nhựa. Màu của sản phẩm thì mình nghĩ là chỉ có màu này thôi các bạn ạ, vì màu này là màu quả khế rồi, người ta không sản xuất ra nhiều loại màu đâu. Đây mọi người, khá là to.
này cũng phải được đến 10 cm mọi người. Còn này gồm 5 múi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Nó có cái lỗ ở đây thì khi mọi người thích treo thì cũng có thể treo vào nha. Sâu dây vào để treo nha. Hoặc là mình sâu ấy vào để làm cuốn. Mình có thể nắn bóp được mọi người. Đây. Về thông tin của sản phẩm thì đến đây là hết rồi, mình chỉ biết như thế thôi mọi người nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video tiếp theo nha. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.